vậy? Nhưng mà tao yêu anh Hân mày. Tao yêu anh Hân. Tao nói tao yêu anh Hân. Mẹ tao nói couple là hư mày biết chưa? Trong tình yêu phải có sự tranh giành mày hiểu không? Mày đợi đó. Chắc tao sợ mày. Hân, tại sao sau 20 năm mày vẫn không trả anh cho tao? Vì sau 20 năm rồi á, mày vẫn hỏi tao câu đó. Thôi được, tao sẽ hỏi câu khác. Tại sao sau 20 năm mày vẫn trẻ hơn tao? Tại vì tao có bí quyết cho riêng mình vài năm nay. Đó là nhờ máy đắp mặt nạ UFO giúp thẩm thấu tinh chất từ mặt nạ vào da chỉ trong 90 giây. Nhỏ gọn tiện lợi dễ mang đi. Mày mới cho tao coi cái gì? Quảng cáo á. Thấy đơn giản dễ hiểu không? Dễ hiểu chỗ nào? Tao thấy cục xúc muốn chết. Nhỏ này. Bây giờ trend quảng cáo là vậy á. Nhanh gọn xúc tích dễ hiểu. Đâu như ngày xưa đâu, rườm rà lắm. Tao chỉ thấy là tại vì da nhỏ nữ chính đẹp thiệt nên tao chấp nhận thôi. Mày nghĩ sao da nhỏ đó đẹp? Tao nói mày nghe, nhỏ đó bạn thân cấp 3 của tao đó. Nhìn vậy thôi, chứ ở ngoài á, da mặt nó hả, cục mụn đụng nó tôi. Ủa tao nhìn tao đau dùm luôn á. Gì ghê vậy? Ừ. Sao nhìn trên đó da nó đẹp vậy? Trời ơi, nhỏ này, mắt cúp tao nói không dưới 8 tiếng. Ghê vậy? Ừ. Mắt cúp lâu hơn mày luôn. Nhỏ này, mặt tao bọc muốn chết. Ừ, mà tao vẫn không tin là hồi xưa da nó xấu như vậy. Rồi rồi, không tin, không tin. Tao kéo cho mày coi, mày đợi xíu đi. Nè nè nè, nè đây, đây, tao nè. Mịn ơi là mịn, còn đây. Trời ơi, mày coi mặt nó nè. Cục nào cục đó, đỏ lè lẹt rồi. Ừ, ghê ha. Ê, mà biết đâu bây giờ da nó đẹp lên thiệt sao? Mày nghĩ sao à, không có chuyện đó đâu. À, một tí nữa tao đi học lớp á. Xong rồi tao kêu nó chụp hình với tao, tao về tao đưa mày. Là mày biết liền. Ừ. Mà hai nhỏ trong clip này á, lãng thì tự nhiên có thằng đàn ông dành qua dành lại mấy chục năm vẫn còn dành. Cỡ như tao á, tao nhường cho mày luôn. Mày nói gì? Trời ơi, chắc tao thèm mà mày làm như gu của tao mày giống nhau vậy nhường. Trời ơi, mắc cười quá. Ừ. Chứ không hả? Tao đục mặt mày mỗi ngày luôn. Mày nói gì vậy? Làm gì mà có chuyện đó? Tại vì tao với mày là best friend forever. Hai đứa vô đây. Hai em tới muốn phòng đúng không? Dạ, Hên đúng chị rồi. Mới vừa đi chợ về á. Đi, vô đây chị cho coi phòng nha. À, để em xách này lên cho chị ha. Trời ơi, đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Người đẹp dữ vậy trời. Ê, đuôi ga lăng của mày kìa. Ôi, ga lăng gì? Ngoài đường đầy á. Ủa, chứ không phải là gu nụ cười tỏa nắng quay kia hả? Ôi, cười không ai với tỏa nắng gì mày ơi. Ôi, thôi tao đi lên, ai rảnh coi. Tao đi thay đồ, tao đi học lớp. Ba đồ quý này. Ôi, ai đâu thì coi. Ôi. Đó là phòng khách, còn đây là nhà bếp nè. Khu mình sẽ sử dụng chung á. Làm xong á, các em chỉ cần lau dọn sạch sẽ là được rồi. Ủa Kiều, em đang làm gì vậy? Em đang làm cái chuyện mà mỗi ngày em đều làm nè chị. Bình thường á, chị phân công cho em làm mà em có chịu làm đâu. Lưỡng chết, tự nhiên nay. Chị, từ trước đến bây giờ hả, tất cả mọi chuyện trong cái gia đình này đều do một tay em lo. Chị nói gì vậy? Còn chị nữa, mai mốt chị ăn xong á, chị làm ơn rửa chén giùm em đi. Chứ để chén 2-3 ngày, em rửa mệt mỏi lắm. Trời ơi. Ủa, người mới hả chị? Hai. Ừ, đúng rồi, hai bạn mới tới á. Này là Thông nè, còn này bạn mới sẽ ở phòng đối diện với em. Xin lỗi nha, tại nãy giờ tôi lu bu công việc quá, tôi không để ý. Chào Thông. Chào chị. Xin chào mọi người. Mày đi đâu vậy? Bạn quên rồi sao? Mình đi họp lớp. Tưởng mày đi Halloween, làm gì mặc đồ thấy ghê vậy? Ừ, bạn ơi, đây là phong cách của mình thường ngày mà. Bạn lại quên rồi. Ờ, thôi chị em đi. Mình đi nha bạn, xíu mình về. Chào. Chào nha. À, chị, chắc tụi em lên phòng luôn ha. Ừ, đi nha. Dạ, đi nha. Gì nhỏ nó chào tao rồi. Khùng quá. Trời, ai
hai đứa này, nay làm gì mình lạ, mình lạ còn lạ hơn tôi. Bà cũng vậy mà, lâu lắm rồi mới gặp đó nha. Ê, xin lỗi nha, tôi trễ. Bà có đóng quảng cáo nè, sắp là người nổi tiếng rồi nha. Cho tôi xin chữ ký đi. Ôi, tôi ghẹo hoài à. Lâu quá không gặp bà, cho tôi chụp tấm hình nha. Ok. Khoan khoan, bà đi trẻ trang được không? Tôi nói nhỏ bạn tôi, ngày xưa da mặt bà đúng xấu luôn á. Mà không tin. Ngại đúng không? Thôi giờ như vậy, bà với tôi vô toilet, bà trẻ trang trọng chụp hình luôn. Nói thiệt, mặt bà make up á. Đâu make up, biết nữa, hả Giang? Mà anh thiệt tình, trời ơi, mặt tôi nói mọi người nghe nè, mặt tôi mọc lắm. Thôi, coi nè. Coi tôi nè, lớp phấn luôn. Hơi nhẹ, hơi nhẹ. Tin chưa? Nè nè đi. Bà này thiệt á, giỡn quá. Nè, cái miếng của làn da tôi á. Tưởng gì bà ơi, che khuyết điểm. Bậy. Ủa, mặt nạ đó. Mặt nạ gì lạ vậy? Nè, mặt nạ mới của Foreo á. Đó, tặng bà đó, giờ xài thử đi. Nè, nhưng mà xài sao? Bà lên mạng search á, máy đắp mặt nạ UFO là ra. À. Chúc da bà đẹp để được mặt mọc nha. Cảm ơn nha, vô. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm để chào mừng bạn mới. Nên mọi người tự nhiên nha. Ừ. Mời mọi người ăn nha. Mời anh Thông. Lịch sự á mà, tại vì người mới. Ăn cơm. Bạn mới lịch sự biết tên mình chưa? Mọi người ăn cơm nha. Trùng hợp nữa ha. Trùng hợp thôi. Ăn đi mọi người. Đúng rồi, thằng Thông nó làm gì có tay mà gấp chứ. Giống như tôi nè, đâu có cái tên nào đâu. Nam. Thôi, hai em đừng gấp cho anh nữa. Nhiều quá rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Ok, tao chi mà. Ăn đi. Bất à, tại sao thằng Thông bằng tuổi tôi, kêu nó là anh mà xưng tôi bằng bạn là sao? Quen quen là quen cái gì? Quen kêu người khác đẹp trai á là anh. Thôi để em vô lấy nước cho mọi người nha. Ừ. Vậy đi. Cảm ơn Kiều nha. Ăn nè anh. Bạn nơ, vô giúp mình một tay. Đây. Sao sáng mày nói không thích mà làm gì quan tâm dữ vậy? Sáng tao nói không thích, giờ tao thích được không? Ủa sáng mày nói là mày cũng không thích, mày cười thảo mai mà. Nhưng mà bây giờ tao thấy nó là nụ cười tỏa nắng được không? Nói chung là bây giờ mày phải nhường cho tao. Mày mắc cười quá. Đâu phải hú mắm hú đường mày kêu tao nhường là tao nhường mày đâu. Nhỏ này, mày làm cái gì vậy? Ủa? Mày làm gì tao? Mày mới làm gì á? Ủa? Mày mới làm gì á? Tao mày làm gì á? Mày làm gì tao? Cuối cùng hai đứa làm gì? Mắc cười quá à. Ok. Mày thích khiêu chiến cái gì? Vậy thì tao với mày cạnh tranh công bằng. Ok. Chắc tao sợ mày ạ. Kêu, may quá à. Em chỉ anh chỗ giặt đồ được không? Không. Ủa sao vậy? Tại vì đồ của anh Thông là phải để em giặt.
Thôi, đồ anh tự giặt được rồi, ngại chết. Ngại cái gì mà ngại? Anh không có biết gì hết trơn á. Từ trước đến bây giờ á, đồ của tất cả mọi người trong cái ngôi nhà này đều do chính tay em giặt. Ủa vậy hả? Làm phiền Kiều nha. Trong sự nhờ Kiều nha. Ủa, ê, ê, ủa gì ta? À, anh thấy đồ hơi nhiều rồi đó. Nhiều cái gì mà nhiều? Nó xịt nhiều gì? Ôi, ê, help, help me. Ôi, để anh. Ủa nó? Cái gì vậy? Mày sắp chuyển nhà hả? Không có. Đồ giặt á. Cái này là đồ dơ hả? No, không có dơ. Ủa không dơ mình giặt chi ta? Tại vì á, đồ để lâu không bận. Virus đó mình bị bệnh. Đúng anh không? À đúng. Nhưng mà vậy là Kiều không muốn giặt cho mình rồi. Anh Thông ơi, hả? Anh có thể phụ em không? Nhiều lắm. Giặt hết. Kiều giặt hết, bao nhiêu đồ Kiều cũng giặt hết. Trách nhiệm này nhờ Kiều vậy. Cảm ơn Kiều nha. Ba anh Thông. Thôi, anh thấy nhiều quá, để đồ anh tự giặt được rồi ha. Không, anh đã nói là để em giặt. Không, nhưng mà anh không tôn trọng em đúng không? Đi lên. Rồi anh cảm ơn nhiều nha. Phiền quá. Kiều ơi, cho tôi xin lỗi nha. Tại vì tôi thật sự tôi không biết đồ đạc trước giờ ở nhà này một mình Kiều giặt hết. Cái hôm qua tôi lỡ tôi giặt hết trơn rồi. Giờ cũng ráng lắm mót được cái nhiêu đây đồ à. Kiều giặt đỡ giùm tôi đi. Tôi hứa với Kiều là bữa sau có bao nhiêu đồ tôi cũng để cho Kiều giặt hết được không? Nói gì? Xin lỗi trước mà. Lần sau sẽ để nhiều hơn. Để cái gì mà để? Đồ ai thì người ra giặt chứ tự nhiên đem xuống bắt tôi giặt là sao? Trên nãy nói khác. Nói gì nói? Bộ bị cùi. Không có tay, không có chân hay gì bắt người ta giặt đồ. Giặt như đây chưa đủ mệt hả? Người chứ không phải trâu bò đâu mà giặt như vậy. Đúng rồi. Rồi Nam ơi, cái laptop tao đâu rồi? Đang giặt đồ họ hỏi hoài. Chị, cái gì? Thấy cái tao đồ hả hỏi? Ủa, đồ này để cho Kiều giặt mà. Giặt hồi nào, bá chửi tao nè. Điên, đồ trong nhà này á, một mình tay Kiều giặt hết á. Mày giặt là Kiều chửi mày đó. Mày chửi tao rồi. Đúng rồi đó, tôi chửi bạn mới đó. Tôi đã nói là đồ của bạn để đây cho tôi giặt, mà bạn cứ đứng đây bạn càm ràm. Bạn đồ giặt là sao? Chưa. Xin lỗi đi. Làm ơn đi lên giùm tôi cái đi. Xin lỗi. Thông cảm cho bạn có thể không lấy cho tôn trọng tôi một xíu đi. Nhà này nó chơi ngại lắm mày. Lao quá. Chà, dạo này bảnh quá ta, lên đời hẳn ha. Mày nói gì? Tính tao đó giờ đơn giản mà. Mới chuyển qua ở biệt thự thôi. Trời, vậy mà nó kêu nó đơn giản ha. Ừ, nói thiệt. Nhờ cái mùa dịch này á, mà nhà trường cho nghỉ dài hạn luôn. Tính ra khỏi phải đi học. Tao không thấy khỏe chỗ nào luôn á. Nào là làm bài tập online, rồi học bù hè nữa. Nhắc tới mùa dịch mới nhớ nha. Nghĩ sao mà mùa dịch mà đi cà phê mới lạnh, cho virus nó lan là chết cả đám mà. À bây giờ mày ra ngoài nắng ngồi virus nó còn hết nữa. Ê, ai vậy? Mày bị khùng hả? Còn cái không? Còn cái thà mày ngồi máy lạnh á, mày uống nước cho nó mát mẻ. Ra ngoài đường trời nắng kìa, ngồi cho chết hả ba? Thôi mày lâu dữ vậy nè. Chú ơi chú có cái quạt máy lạnh không? Cho con miếng đi.
Con ở đây cà phê cốc làm gì có điện mà gắn máy lạnh cho con xài. Thiệt tình đó chú, chứ không có là con xỉu liền á. Chứ giờ chú có gì không, nhưng nóng quá nè. Giờ chú có cái này làm mát đường xíu được không? Dạ được, dạ được. Nè. Trời ơi, thiệt tình chú luôn á, chú thấy con yếu đuối như vậy, cái chân hiếp con hoài à. Vậy là con không xài đúng không? Dạ có chứ. Đúng lâu luôn á. Chú tính tiền cho con đi. 10.000 con. Dạ dạ. Dạ đây, rồi con cảm ơn. Em bị gì vậy? Xe em nó hư rồi. Em không về nhà được. Để anh coi rồi anh sửa cho. Anh cũng biết sửa xe hả? Ừ. Để coi. Ừ. Để coi xe bị gì ha. Sao đập quà ấm lên ta? Trời ơi, nó hư rồi. Trời xe... ơi em ơi. Xe em hư rồi đúng không? Xe bị mất cái bugi rồi. Trời ơi, thiệt tình. Cái bãi gửi xe này nè, nghi là nó lấy cái gì của em mà. Ai ngờ nó lấy cái cục bugi. Anh cho em quá gian về nhà nha. Thôi em đừng có buồn, chuyện cũng lỡ rồi. Để anh qua lấy cái bugi dự phòng. Cái bugi mà anh cũng có nữa hả? Nó giống như cái cục sạc dự phòng vậy anh. À, cái đó anh không có, em đừng mượn nha. Đợi anh xíu. Ờ à, được rồi. Để anh thay vô cho. Dạ. Anh gắn giùm em. Xong rồi đó, anh kiểm tra lại nha. Xe nó hư rồi anh ơi. Nó không thể nào chạy được nữa. Anh cho em quá gian về nhà nha. Không được, anh phải kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Tức lắm mà. Lần đổ xăng gần đây nhất là khi nào vậy? Em mới đổ cách đây một tháng á. Nói gì vậy? Một tháng hả? Trời ơi. Xe em hết xăng rồi. Trời ơi, nó hết xăng rồi. Giờ em không về được nữa. Anh cho em có gian về nha. Thôi được rồi. Để anh qua lấy ống dưỡng xăng. Ống dưỡng xăng? Ừ. Anh em phải làm cái gì? À, tại bình thường xe anh cũng hay hết xăng dưa đường á. Anh hay trộm xăng mấy xe khác lắm. Đợi anh xíu nha. Đây nè. À, cho em mượn đi. Ừ. Ê, cầm giúp anh nha. Anh dắt xe qua. Dạ dạ. Ok ok. Trời ơi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Trời ơi. Chết rồi. Gì? Gì vậy? Gì vậy em? Vậy. Bình tĩnh. Nó cướp. Cướp gì? Cướp gì của em? Dẫn xăng rồi. Cái gì? Nó mắc lắm phải không anh? Trời đất ơi. Cái ông dẫn xăng mà không cướp nữa hả? Dạ. Mấy thằng mẹ thức đất thì chứ. Anh cho em quá gian về đi. Em sợ quá à. Thôi được rồi. Để đi mua xăng cho em. Thôi anh ơi. Anh để em lại đây một mình không có được đâu. Cái ông dẫn xăng nó còn cướp. Không gì là em. Em sợ lắm. Rồi, anh hiểu rồi. Để anh đưa em về ha. Ừ. Mà em có cần về gấp không? Tại anh còn đi một số đồ nữa đó. À, không. Anh cứ chở em đi từ từ. Rồi, vậy để vô gửi xe lại anh chở em về ha. Em ngồi có được không? Dướng là em, nó dướng nè. Dướng gì đó? Không có dướng nè. Thông cảm nha. Do phòng anh nó hết nước rồi. Ủa, ở gần nhà mình cũng có luôn á. Thôi, anh á sợ uống mấy cái bình giả lắm. Ở đây ta bán bình thật. Ủa, bình thường ta sợ uống nước giả. Cái sợ lấy bình giả. Ủa, à, vậy thôi, để mốt á anh mua cái bình gần nhà mình rồi anh mua nước ở đó.
Ủa sao anh Thông chưa ngủ? À, tại Ủa nữa hả? Ủa gì vậy? Em nè chứ ai? Không, tại anh nhìn em hơi lạ tí xíu thôi. Gì không? Đâu lạ em á? Tại do hôm nay anh thấy cái da mặt của em nó hơi khác với mọi ngày á. Đúng không? Thôi, em quá. Chết, anh quay màu kia đi, anh quay đi. Em mới tẩy trang xong á. Mà này là em thức khuya với lại ăn đồ nóng chứ không có bị gì đâu. Xíu nữa nó xẹp á. Thật ra cái này không phải là do em thức khuya rồi ăn đồ nóng đâu, mà là do em không có chăm sóc da mặt em kỹ á. Nếu mà em không có chăm sóc da mặt kỹ mà em càng ngày em càng make up lên á, là da mặt em sẽ càng ngày bị nám, bị xấu đi và bị nổi mụn. Và nếu mà sau này em có tiền đi nữa thì em cũng không thể nào mà em cứu vãn được da mặt của em đâu, em biết không? Sao nó thấy ghê quá vậy? Ủa? Mà sao anh rành mấy chuyện của con gái quá ta? Tại anh thích nhìn con gái có một làn da đẹp. Em biết rồi. Em lên ngủ nha. Ngủ sớm cho da đẹp. Bye bye. Ngủ ngon nha. Dạ. Bây giờ là ban đêm nên mình sẽ xài mặt nạ Cornis Ornai giúp nuôi dưỡng, phục hồi da. Ồ, máy được tích hợp công nghệ siêu truyền động, nhiệt trị liệu làm giãn nở lỗ chân lông, giúp thẩm thấu dưỡng chất, áp lạnh thu nhỏ lỗ chân lông và khóa ẩm, công nghệ rung sóng âm T-Sonic. Bắt đầu thôi. Cảm ơn nha. Anh Thông Kiều, em chạy bộ mà mang ba lô chi bự dữ vậy? Em đựng mấy cái đồ linh tinh á, mà với lại để tăng sức chịu đựng. Anh Thông trời ơi, anh Thông có sao không? Cái thằng khốn nạn này, anh có sao không? Chắc anh không sao đâu. Anh bị chạy sơ thôi à? Sơ cái gì? Ai? Thôi em xin lỗi. Đâu em? Như vậy mà sơ cái gì? Cái này hả? Anh mà không sơ cứu kịp thời hả? Em nói là nó nhiễm trùng, xong rồi nó hoại tử là anh phải chặt cái chân luôn á. Té nhẹ gì mà ghê dữ vậy hả? Ghê chứ sao không? Để em cứu anh cho. Em chạy bộ mà mang theo luôn này luôn hả? Thôi cho anh là em vô tình mang theo cái này á. Chứ nếu không á, anh mà bị gãy tay gãy chân là em không có gì mang theo cho anh đâu. Đau quá. Em mình chấm vô cái chỗ đó chứ không phải mình làm gì đâu ha. Không, cái này nó mới gọi là khử trùng toàn diện anh. Tính ra em chu đáo ha. Mà xem rành về mấy này quá vậy? Em học bác sĩ mà. Em sắp tốt nghiệp rồi, em đang thực tập á. Wow, vậy là em học 7 năm rồi hả? Chắc vậy. Ồ, vậy tính ra em lớn hơn 5 tuổi luôn á. Đâu có, em mới tốt nghiệp cao đẳng à, em còn liên thông lên đại học nữa. Trời ơi, em nhỏ xíu à. Dạ, hôm nay anh giúp em thực tập sơ cứu luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhẹ giúp anh nha. Xong rồi. Anh cảm ơn em nhiều nha. Không có gì. Thực ra là mấy cái sơ cứu này thì em thực tập nhiều lắm rồi. Mà có một cái mà em cũng muốn thực tập lắm nhưng mà chưa có cơ hội. Cái gì vậy? Anh có thể giúp em được không? Hô hấp nhân tạo. Không ấy, bây giờ anh Thông cho em thực tập được không? Trời ơi, coi xẻo kìa. Em, đằng kia có người xỉu kìa, lại cứu họ đi. Trời ơi, em đến rồi kìa. Đi em, mọi người ơi. Từ từ, nhưng mà em đâu mang theo dụng cụ. Trời
hô hấp nhân tạo đâu cần dụng cụ. Đi em. Mọi người ơi, ở đây có bác sĩ nè. Đi đi, nhanh vậy. Mọi người, có bác sĩ đây, có bác sĩ đây, mọi người bình tĩnh đi. Cứu người đi em. Mọi người bình tĩnh. Cứu đi em. Nhất định phải là em hả? Em là bác sĩ mà, chứ ai nữa. Mọi người cổ vô cho bạn. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Phải là em hả? Là em hả? Em là bác sĩ, em nhớ không? Em phải cứu người. Cơ hội của em đó. Bạn mới là thực tập thôi nhưng mà bạn giỏi lắm. Mọi người yên tâm nha. Chết rồi. Trời ơi. Ủa gì em? Em phải hô hấp nhân tạo bằng môi chứ em làm như vậy cái nhịp tim người ta không có đập lại đâu. Nhưng mà trong cái mùa này mình không có nên. Người ta nói cứu một mạng người xây bảy tháp chùa mà em không cứu á là lỡ người ta có chuyện gì á em mang nghiệp đó. Đúng rồi đó, đúng không mọi người? Trời ơi, cứu nhanh lên đi em, nhanh đi. Không. Trời ơi em ơi, lâu quá người ta không có đợi em được đâu em ơi, nhanh đi. Mày định giết bồ tao hả? Trời ơi, cô làm gì cô? Bạn tôi đang cứu bạn trai cô đó. Bạn trai gì chị xỉu à? Đúng rồi. Trời ơi, con gái ăn nói gì đâu. À, cứu hả? Chứ chặt leo đánh. Xin lỗi. Còn cứu nổi gì nữa vậy chưa? Thấy con gái á, mày đặt nó giả bộ xin xỉu hoài. Trời ơi, rảnh đời quá ha. Lao quá vậy? Em có sao không? Em không sao. Thôi về anh. Hên quá. Hello em. Chào anh. Trời, trễ rồi mà chưa ngủ, ngồi coi phim nữa. Em coi hết tập này em đi ngủ nè. Mà nói nghe nè, lo tẩy trang sớm rồi đi ngủ đi nha. Hôm bữa anh nói là sao? Không có make up rồi để lâu nó sẽ hư lại da mặt của em đó. Anh ghẹo em hoài à. Em có make up đâu mà tẩy trang. Anh ơi, ở đây tụi em không có bán những cái thứ. Anh xin lỗi nha. Tại nãy giờ anh nhìn nhầm lại make up, biết sao không? Là vì nay da em nó đỡ hơn hôm trước nhiều lắm luôn á. Nó mịn, căng bóng nữa. 30%, đặc biệt những cục sạc của thương hiệu anh. Đây. Anh nhắc em mới nhớ. Miễn phí 15 ngày. Mà đặc biệt nếu anh không thích á thì anh mà da em đẹp thiệt hả? Đẹp thiệt. Những cục sạc như anh nhìn, anh cũng thích nữa mà. Máy khác nhau như là máy nghe nhạc, máy ghi âm. Anh quan tâm cái cục sạc xíu được không anh? Anh. Anh mua cái nào? Anh không à. Nãy giờ em giới thiệu cái gì tìm cái lấy. Anh có cảm thấy là mình đã quá mệt mỏi rồi không? Miệng em bán là được. Dạ, em cũng có bán mấy cái điện thoại iPhone. Anh có làm gì đâu mà cảm thấy mệt mỏi. Tại vì á, suốt ngày anh cứ chạy lòng vòng trong đầu em nè. Anh có nghe thấy gì không? Hả? Đó, nó đang kêu á. Tiếng gì vậy? Tiếng lòng của trái tim em á. Vậy chắc anh không hiểu được những gì em nói đâu. Anh hiểu, anh biết mà. Anh không. Vậy anh có thích em không? Nơ nè, thật ra trong khoảng thời gian qua anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Người anh thích đó chính là... Anh nói, em cũng biết người đó là ai. Em cũng biết hả? Vậy tính ra ai cũng biết, chỉ có người đó là không biết thôi.
Mà thật, bản thân anh cũng không biết làm cách nào để thổ lộ được với người đó nữa. Tại anh cũng hơi dốt mấy cái chuyện này. Anh có muốn em hẹn người đó ra cho anh tỏ tình không? Nếu mà được như vậy thì anh cảm ơn em nhiều lắm. Miễn sao anh thấy hạnh phúc là em cũng mãn nguyện rồi. Anh cảm ơn em nhiều nha. Thôi anh đi lên phòng chứ. Em coi phải đi ngủ sớm nha. Em ngủ ngon. Kiều nè, tao có chuyện muốn nói với mày. Thôi nha, hôm bữa đã nói với nhau là cạnh tranh công bằng. Bây giờ đừng giả bộ làm mặt buồn xong rồi năn nỉ nha. Không bao giờ. Anh không thích mày á. Mày nói gì vậy? Anh thích mày rồi. Hồi nãy anh có nói chuyện với tao, anh nói là anh thích mày, cũng muốn mời mày đi ăn, chắc là sẽ tỏ tình với mày. Mày nói thiệt á hả? Tao nói thiệt. Nhưng mà sao tự nhiên mày lại nói với tao chuyện này? Không phải mày cũng... Tao thích ảnh là thiệt. Nhưng mà bây giờ biết làm sao? Anh đâu có thích tao đâu. Nên tao sẽ giúp ảnh với mày thành đôi. Dù gì mày cũng là bạn thân của tao mà. Mày... Nhưng mà mày có thể giúp tao trở nên thiệt là xinh đẹp để đi gặp ảnh không? Tao sẽ giúp mày. Mày lấy giùm tao cái máy ở trên bàn đi. Cái này á hả? Mày cầm lấy đi. Cho mày á. Thôi. Có không mày? Mà bữa đó tao mang giày. Mày nói gì vậy? Cái này là máy đắp mặt nạ mà. Ủa chứ không phải máy chải gót chân à? Không phải. Nè, mày xài đi. Cũng dễ lắm. Nhưng mà thôi. Hả? Mấy cái này đắp mặt nạ lâu lắm, tao làm biến. Với lại nó cũng không được gì đâu. Nói cho mày nghe, chỉ cần 90 giây thôi là da của mày thật sáng và căng bóng và mịn màng. Tin tao đi, đảm bảo mày sẽ đẹp lên. Cảm ơn mày nha. Mày thiệt là cao cả. Kiểu người xe xua xí soạn, cho nên hôm nay đặc biệt. Anh Thông thấy em có đẹp không? Đẹp, hôm nay em đẹp lắm. Nhưng mà em có ngồi lộn chỗ không vậy? Cái anh này giỡn hoài à. Nhìn mày hạnh phúc,
là tao thấy vui rồi. Lộn sao đường ngoài lộn. Hôm nay không phải anh hẹn em ra đây để tỏ tình em hả? Đâu phải đâu. Thật ra người anh muốn hẹn đó là... Trong khoảng thời gian qua, anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Người anh thích đó chính là... Anh nói, em cũng biết người đó là ai. Em cũng biết hả? Vậy tính ra, ai cũng biết. Chỉ có người đó là không biết thôi. Chết rồi. Tao hiểu làm ý của ảnh rồi. Tao xin lỗi. Mày qua đó với ảnh đi. Tao xin lỗi mày nhiều. Mày thật là cao cả. Mày đi đi. Anh Thông, em xin lỗi. Nhiều nãy em hiểu lầm ý của anh. Bây giờ em hiểu rồi. Anh thật ra em hiểu rồi. Anh không có thích em. Anh nói gì vậy? Anh quá đáng lắm á. Lúc anh nói này, lúc anh nói kia. Anh sống vậy mà coi được hả? Ủa gì vậy? Nó không có thích tao. Ủa, nó cũng không thích tao. Ê, vậy cái cuộc mày thích ai? Thật ra người tôi thích đó là Nam á. Bà nói trước đi. Bà nói trước đi. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ ra thế này. Tôi mới là người có lỗi nè. Tự nhiên cái đôi giành giật rồi cái lộn nữa. Hai đứa mình á, làm tôi nghĩ tới giống hai đứa trong clip quảng cáo á. Tự nhiên đi giành trai. Ha. Sao tự nhiên hai đứa mình lại đi giành giật cái thằng đó ta? Nghĩ tới đúng mắc cười luôn. Ê mà mắc cười nhất là cái khúc mà tự nhiên cái bà thay đồ lồng lộn đi xuống á, cái chà chà, trời nhìn như con khùng. Bà này thiệt á. Thôi bỏ qua chuyện cũ rồi. Tôi nghĩ á, tại sao hai đứa mình không tự làm đẹp lên để cho tụi nó phải đi tìm mình. Mình đâu có cần phải đi tìm tụi nó nữa đâu. Cũng đúng. Nhưng mà bà thì đẹp lên dễ rồi. Tôi mới khó nè. Bà yên tâm đi. Sau cái vụ này á, tôi thu thập được một mớ bí quyết làm đẹp luôn. Ê, nhớ chỉ tôi nha. Dĩ nhiên rồi, tại vì chúng mình là Best Friend Forever. Best Friend Forever. Best Friend Forever. Forever.
Thôi, không ai chịu ngủ rồi. Cắt. Cắt rồi.